Hiện tại thì tôi đang đứng ở một vị trí, đó chính là con đường cao tốc Bắc Nam. Đây là tôi đang đứng ở chỗ này, đúng là cái quy hoạch lối xuống cao tốc luôn. Thì đây là một con đường mà người ta hay thường gọi là con đường chở tiền lớn nhất Việt Nam. Tại sao lại là như vậy? Thì con đường này hiện tại là tôi đang đứng, đây là cái đoạn cao tốc là Nha Trang, Cam Lâm và cũng như là Cam Lâm, Vĩnh Hảo. Thì như anh chị đã biết thì con đường này hiện tại tiến độ xây dựng của nó thì bây giờ đang là gần như là cái việc là giải phóng mặt bằng gần như là 100% rồi. Đấy, bây giờ là xe lu, xe cẩu vẫn là đang hoạt động này, để là trong việc là công tác san lấp mặt bằng của chúng ta. Và cái cao tốc Bắc Nam này đã ký hợp đồng BOT ngày 31 tháng 7 thì tôi tin chắc chắn rằng là sau khoảng một thời gian nữa thôi sẽ tiến hành đi vào giải nhựa và làm lòng đường. Thì là sau 2 năm nữa, đúng 2023 là cao tốc này sẽ thông xe. Và khi cao tốc thông xe thì quãng thời gian di chuyển từ Sài Gòn, một cái thành phố mà gần như là đông dân nhất Việt Nam và gần như là cái độ chịu chơi của người Sài Gòn là chúng ta rất là rõ rồi đúng không ạ? Thì đi từ Sài Gòn đến với Cam Lâm, đến với Nha Trang của chúng ta chỉ còn khoảng độ 3 tiếng, hơn 3 tiếng thôi. Đấy, thay vì là khoảng 7 đến 8 tiếng như hiện tại. Thì khi đó cái xu hướng du lịch của người Sài Gòn họ sẽ di chuyển đến Nha Trang, đến Cam Lâm du lịch rất là nhiều. Đồng thời kéo theo đó là cái du khách quốc tế nữa. Thì tôi tin chắc chắn rằng khoảng 2 năm nữa khi mà cái tuyến cao tốc này nó thông xe thì nó sẽ mang đến rất là nhiều, một cái lượng khách du lịch khổng lồ với đến từ 9 triệu dân của Sài Gòn. Thế câu chuyện về cao tốc, những cái bài học về cao tốc thì có lẽ chúng ta đã thuộc lòng rồi đúng không ạ? Đó là câu chuyện về cao tốc Hà Nội Lào Cai. Đấy, thì Hà Nội Lào Cai thông xe thì bây giờ đất Sapa đang giá trị bao nhiêu anh chị? Bây giờ 200-300 triệu một mét. Nghe nó có Hà Nội không anh chị? Nghe rất là rõ ràng là Sapa là vùng núi của du lịch, vùng núi, nhưng mà giá đất thì không khác gì Hà Nội. Rồi là cao tốc Hà Nội Quảng Ninh đúng không ạ? Hà Nội Hạ Long ạ. Thông xe 2018 ấy thì đất, bây giờ đất Hạ Long nó tăng như thế nào, nó sốt như thế nào thì anh chị cũng đã quá rõ rồi. Và tôi thấy một cái điều như này, bây giờ là cái thời điểm mà cao tốc họ chuẩn bị là đi vào làm, đi vào đặt móng. Và 2 năm nữa nó sẽ trong cái quá trình xây dựng và quá trình đi vào hoạt động, thì trong 2 năm này ấy, thì giá đất chắc chắn là sẽ có những người mà họ đầu tư đón đầu sóng cao tốc. Và đây chính là cái thời điểm đầu tiên mà chúng ta có thể là lựa chọn bất động sản để đầu tư để đón theo cái sóng cao tốc này. Và đây chính là, và trong suốt 2 năm ấy thì giá đất nó sẽ tăng dần. Và cái thời điểm này là cái thời điểm mà cao tốc chuẩn bị đi vào triển khai, thì tôi thấy rằng đây là cái thời điểm mà phù hợp nhất để anh chị đón đầu cái cao tốc để mang lại cho mình cái biên độ lợi nhuận cao nhất khi đầu tư bất động sản đón sóng cao tốc ở tại một thị trường bất động sản du lịch rất là tiềm năng như Cam Lâm hiện tại. Bởi vì ngoài cao tốc ra nó còn có rất là nhiều những yếu tố khác để thúc đẩy du lịch. Đấy, gần như là chắc chắn sẽ xảy ra. Ok, nếu như mà anh chị muốn tham khảo, muốn tìm hiểu những cái vị trí bất động sản ở Cam Lâm đón đầu sóng của cao tốc thì anh chị hãy liên hệ ngay với tôi qua số điện thoại của tôi hoặc là kết nối với Zalo của tôi. Tôi Vũ Khỏe Bất Động Sản, chuyên gia đất nền tại thị trường Cam Lâm, Khánh Hòa. Đây, xa xa là có người đang đo đạc ở đây. Đang đo đường.